Nếu bác sĩ kể lại lịch kẻ mở phòng bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trưa nay, mùng 1 tháng 4, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội họp với ban lãnh đạo Bộ Y tế cùng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế sau sự việc người bệnh mở phòng bay, điều gái tới mở tiệc ma túy trong bệnh viện. Vụ việc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội triệt phá, thu giữ 6kg ma túy tổng hợp. Ông Vương Văn Tịnh, giám đốc bệnh viện cho biết, tôi không biết vụ việc, nếu biết tôi đã không để tình trạng này xảy ra. Tìm đến khoa phục hồi chức năng, nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983 trú tại tổ 22 khu ga, thị trấn Văn Điền, huyện Thanh Trì thực hiện tổ chức mua bán bay lắc ma túy trước khi bị phát hiện. Tại đây, toàn bộ loa đài phục vụ việc bay lắc đều đã bị công an thu giữ. Những thiết bị xốp được cho dùng để cách âm trong phòng đều được dỡ bỏ. Theo một nữ bác sĩ điều trị tại khoa phục hồi chức năng, bình thường đối tượng Quý là người rất khéo miệng, lễ phép chào hỏi các bác sĩ, điều dưỡng nên không bị mất lòng ai. Tuy nhiên, nếu không chiều theo ý của Quý, thì đối tượng này sẽ đe dọa. Việc Quý không bị phát hiện khi tàng trữ số lượng ma túy lớn tại phòng bệnh, bác sĩ này cho rằng đối tượng khá tinh vi khi cất giấu trong hộp chè, hộp thuốc, trần nhà. Có nhiều người vào thăm Quý, họ già làm người nhà bệnh nhân rồi mua ma túy nên chúng tôi không hề hay biết. Nữ bác sĩ chia sẻ, bác sĩ tại khoa phục hồi nói thêm, Quý rất nguy hiểm, chính vì vậy các bác sĩ luôn phải mềm mỏng để bệnh nhân hợp tác, không chống đối phá phách. Những đối tượng này tốt nhất mình mềm mỏng để họ hợp tác điều trị, không họ chống đối, trốn viện, phá phách, vị này chia sẻ. Về việc Quý mở phòng hát trong phòng bệnh, bác sĩ cho biết, tại khoa có phòng nhạc dành cho những bệnh nhân tâm thần, đây cũng là một trong một số liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Lợi dụng kẽ hở này, Quý đã tổ chức bay lắc, mở tiệc ma túy trong phòng bệnh mà không ai hay biết. Trả lời câu hỏi về việc đối tượng Quý bị tâm thần thật không, thì nữ bác sĩ cho hay. Quý là người từng may mắn thoát chết trong vụ tai nạn 6 người chết ở huyện Thường Tín vào tháng 10 năm 2016. Đối tượng có lúc bị loạn cảm xúc, vài ngày bệnh nhân này lại chửi bới một lần. Nếu không tâm thần thật sao dùng thuốc được? Người bình thường uống một viên đã rất khó chịu, còn Quý uống vài viên không sao. Bên cơ quan giám định nói người này rối loạn tâm thần thực tồn, nên khoa chỉ điều trị theo quyết định của công an.